Việt Nam là đánh hai mồi như vậy, là đánh cá mè nó không được chủ động. Như cái cách đánh mới là đánh cái đánh này. Cách đánh này là một mồi trên mở tỏa xương nhiều là ở đây, một mồi dưới không tỏa xương nhiều là ở đây. Đó, khi mà con cá mè vô hớp những cái tỏa xương ở dưới này và nó sẽ hớp chủ động ở cái mồi này. Đó, cái mồi này và cái mồi này là hai cái mồi đang đánh cá mè rất là hợp ở Việt Nam. Kết hợp giữa hai loại mồi này very good, tuyệt vời. Câu cá mè ở Việt Nam, loại mồi này sử dụng ở Việt Nam chơi cá mè là cách tốt. Ok, hai loại mồi này hiện đại sử dụng quấn cá mè rất tốt ở Việt Nam. Hai loại mồi này kết hợp sử dụng Việt Nam câu cá mè rất tốt, tuyệt vời.